ca sĩ Phi Nhung trút hơi thở cuối cùng trưa nay tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Sau thời gian chống chọi với Covid-19 và được sự nỗ lực điều trị của các y bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy, nhưng ca sĩ Phi Nhung đã không qua khỏi. Cô trút hơi thở cuối cùng vào lúc 11 giờ 57 phút trưa nay, Bệnh viện Chợ Rẫy xác nhận với báo chí. Trước khi mất, ca sĩ Phi Nhung được chẩn đoán bị biến chứng nặng của SARS-CoV-2, đông đặc phổi và hoại tử một phần phổi, kèm cơn bão cytokine, suy đa cơ quan. Bệnh nhân được chạy ECMO, tiêm phổi nhân tạo, lọc máu liên tục. Nguồn tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy chia sẻ, tất cả các loại thuốc cao cấp nhất đã được bệnh viện sử dụng để điều trị cho ca sĩ Phi Nhung. Tất cả các y bác sĩ đã nỗ lực hết mình, nhưng đã không thể cứu sống được ca sĩ và rất đáng tiếc trước sự ra đi này. Phi Nhung nhập viện tại Bệnh viện Gia An 115 từ ngày 15 tháng 8, nhưng tình trạng chuyển nặng nên được chuyển sang Bệnh viện Chợ Rẫy ngày 26 tháng 8 và tới nay là tròn 1 tháng 2 ngày cô điều trị tại đây. Trong suốt hơn 2 thập niên hoạt động nghệ thuật, Phi Nhung ít khi vướng phải ồn ào đời tư. Những năm gần đây, Phi Nhung nhận nuôi nhiều trẻ mồ côi, cơ nhỡ. Cô từng tâm sự muốn ở một mình để lo cho các con, vì không muốn bất hạnh riêng của mình lặp lại với những đứa trẻ khó khăn này. Theo thông tin từ phía ekip của Phi Nhung, vào tháng 7 năm 2021, cô dự tính về Mỹ đoàn tụ với con gái. Nhưng cuối cùng, nữ ca sĩ chọn ở lại thành phố Hồ Chí Minh. Vì thành phố đang tổn thương như thế này, nhiều người còn khổ vì dịch. Mình ở lại có khi lại có ích. Khi mọi thứ ổn hơn, mình đi đâu cũng không áy náy. Phi Nhung quyết định ở lại và tiếp tục hành trình thiện nguyện của mình, như đóng góp cho quỹ vaccine, kêu gọi mua máy thở, gửi gạo tới người nghèo, tham gia nấu ăn cho bếp ăn tình thương, cho người vô gia cư, từ giữa tháng 6 đến ngày 5 tháng 8. Ca sĩ cũng cẩn thận chăm sóc sức khỏe của mình, xét nghiệm SARS-CoV-2 hàng tuần, nhưng không may, chị đã bị nhiễm bệnh mà không rõ nguồn lây. Tạm biệt ca sĩ Phi Nhung. Hãy đăng ký kênh Alo Bác Sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.